Diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ qua như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phần cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, trong 24 giờ qua toàn tỉnh ghi nhận 523 ca COVID-19, trong đó có 369 ca là F1 chuyển thành F0 khi cách ly tại nhà, 35 ca phát hiện tại khu cách ly tập trung và 119 ca phát hiện mới trong cộng đồng. Từ 18 giờ chiều 31 tháng 3 đến 18 giờ chiều nay 1 tháng 4, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận một bệnh nhân COVID-19 tử vong. Trong số 119 ca lây nhiễm trong cộng đồng có 75 ca tại huyện Xuyên Mộc, 14 ca tại huyện Long Điền, 12 ca tại huyện Châu Đức, thị xã Phú Mỹ, huyện Côn Đảo và thành phố Bà Rịa cùng ghi nhận 6 ca. Cả tỉnh còn 162 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, 50 bệnh nhân nặng, 35 ca có tiên lượng xấu, 10.104 bệnh nhân đang điều trị tại nhà. Tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện hiện là 91,1%.